Vâng, và em cũng test con 907 XD Cat này, đã gửi cho bác ở bên Tre. Và một bộ Mixua Beta 87A có dây, cũng đã có chủ. Hiện tại em còn hai tay nha các bác. Thì đợt này em đấu giá và về được 3 bộ Beta 87A có dây, và test cho các bác cùng nghe. Thì hoạt động gửi cho một bác ở Long An. Thì 87A thì nó sẽ đi kèm một bộ adapter và dây để các bác sử dụng, dây xịn, nói chung đồ xịn hết các bác, về cho việc cắm như thế này vào xài thôi. Em còn hai bộ nha, bác nào muốn sử dụng mic dây của Sure cao cấp xịn sò thì liên hệ cho em, giá là 4.700.000, chỉ khoảng đủ 100%, còn 4.600.000. Đấy, nếu các bác xài những có âm ly như thế này, muốn hát karaoke thì ghép một con vang hoặc là kìm theo năng tiếng cũng được. Đây, mic đây nha các bác. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Lực lên 2, 3, 4, 5, 6. Vâng, thì em cũng làm một đoạn để các bác cùng nghe nha. Thì bác nào có nhu cầu mà hát karaoke với những âm ly thì liên hệ cho em, lấy vang hoặc là năng tiếng, một bộ combo. Nếu mà hát với âm ly thì các bác cần luôn cả năng tiếng luôn nha, cả vang và năng tiếng là giá 5.500.000 nha các bác. Hàng DBA của Tech của Mỹ và hàng mới về nên em chưa dọn gọn gàng được, cũng tranh thủ cái đây là ra đóng hàng rồi, cái đây tối nó mới dọn các bác. Em đang hát cặp bot 4.2 nha, phía trên đây các bác, 4.2 phía trên này, một cái này với cái này này. Đấy. Miền Trung đất bồi phù sa, người miền Trung nhớ có nhiều nơi qua. Từ khi anh xa về nhà, từ đó anh nhớ mong người ta. Mùa đông mây lững lờ trôi, người miền Trung mưa lắm ta tận ơi. Chờ em nay bao năm rồi mà em chưa về bên đời. Beta 87A nha các bác. Còn hai tay nha các bác, bác lấy alo em nha, 4.700.000 nha các bác.